Chào toàn thể các bác nha. Xin giới thiệu với các bác, đây là một cái chiếc mẹt bẫy đa năng. Mẹt này thì chuyên, để nói là chuyên thì nó có thể bẫy được cả đại bàng, đẫy sika, bẫy sika, spa này, diều hâu này, bẫy cắt cũng được, bẫy cắt cực kỳ là hiệu quả. Hoặc là cái một cái con gần nhất mà các bác có thể tận dụng cái bẫy này là có là đó là mẹt mẹt này bẫy bìm bìm rất là nhạy nha các bác nhá. Đấy, hiện tại thì cũng đang trong cái vụ bìm bìm, và hết cái vụ bìm bìm này thì các bác lại có thể là bẫy cắt, bẫy diều hâu. Đấy, là lại đến cái vụ chim săn thì một cái chiếc mẹt như này các bác mua các bác có thể dùng được rất là lâu dài. Nó làm bằng chất liệu inox 6,7 ly. Thì các bác mua về bây giờ các bác bẫy bìm, các bác có thể tận dụng bẫy diều hâu, hoặc là các bác ở trong những cái chẳng hạn như vùng mà du lịch ấy, thì hay có những cái con con chim săn nó xà xuống nó bắt gà bắt qué của bác đấy, thì hoặc là các bác có thể bắt diều hâu. Thì một đây là một cái sản phẩm hữu hiệu để các bác lựa chọn cho cái việc bẫy săn bẫy của mình. Mẹt này thì các bác nếu các bác xem lần đầu thì các bác sẽ thắc mắc rất là nhiều, thì mong các bác xem hết video để shop giới thiệu từ từ cho các bác từng cái chức năng của cái sản phẩm này. Thế còn nếu mà bác nào mà chưa sử dụng cái đã sử dụng cái mẹt này rồi thì các bác biết rằng cái mẹt này có bên shop cung cấp cũng khá là lâu rồi. Nó có hai kích cỡ, đó là một cái kích cỡ là 80 x 1 mét như là cái mẹt này, hoặc có một cái loại đại hơn, to hơn là 90 x 1 mét mốt. Cái đấy là tùy theo là các bác sử dụng vào cái công việc gì. Đấy, có những bác chuyên đi đánh chim săn rất lâu đời rồi, bác đã trải qua rất nhiều các loại mẹt, thế nhưng mà đây là một cái lựa chọn tối ưu dành cho các bác. Các bác sử dụng bên mẹt bên shop và các bác đã có những lời khen ngợi nhất định. Đấy, xin cảm ơn tất cả các bác đã sử dụng mẹt của shop. Thế để phục vụ các bác ngày càng tốt hơn nữa thì shop luôn luôn cải tiến và luôn luôn làm sao mà giữ được cái uy tín của mình. Thì khi cung cấp cho các bác những cái mẹt bẫy như này thì luôn 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 cải tiến đấy các bác nhé, làm sao mà cái sản phẩm nó tốt nhất. Thì đầu tiên ý, thì bên shop sẽ gửi tặng các bác một cái mẹt như thế này, cùng với một cái hai cái thanh này. Thì nhiều rất nhiều bác khi nhận hàng không biết để làm gì. Hai thanh này thì để làm lồng nhốt mồi. Các bác bẫy chim săn thì thường các bác bẫy bằng gà con hoặc bằng chuột, thì các bác có thể bẻ vào như thế này đấy, bẻ làm ba và cái này bác cũng bẻ làm ba và các bác úp lại vào với nhau là thành một cái chiếc lồng bẫy, lồng nhốt mồi để các bác nhốt gà con hoặc là nhốt chuột đi. Đấy, xong rồi các bác đặt, nhớ khi các bác đặt thì các bác nhớ đặt xuống dưới này nhá. Đấy, và cho thêm một vài cái thanh gỗ lên đây nữa, cái thanh gỗ nhẹ nhàng thôi để con chim mồi nó đậu vào đây cái là nó sẽ bị sập mồi ngay. Còn đây là hai chân ghim gửi cho theo các bác theo cái bẫy này. Các bác có thể ghim ở bất kỳ chỗ nào để giữ cái bẫy này làm sao nó im nhất. Nếu mà nói về tất cả cái dòng bẫy thì có rất nhiều cái dòng bẫy để các bác lựa chọn, chẳng hạn như bẫy thòng khung hoặc bẫy thòng dây đấy, hoặc là bẫy lụp, bẫy lồng. Thế nhưng mà đây là một cái lựa chọn là cực kỳ là hay hoặc là sáng suốt nếu mà các bác đã sử dụng quen rồi. Bởi vì thứ nhất là giá thành nó rẻ này đấy, thứ hai là cái cách bẫy của nó cực kỳ là đơn giản đấy. Có những cái thể loại mà lụp bẫy hoặc là cái thòng bẫy thì khi các bác không biết bẫy thì thứ nhất cái hiệu quả nó còn ngược lại cơ, nó sẽ không có hiệu quả, nó không đạt được cái hiệu quả kinh tế. Thế nên là đây là một cái mẹt mà các bác có thể sử dụng tối đa các chức năng của nó, bẫy được rất nhiều thứ và cái cách sử dụng cực kỳ là dễ dàng. Đấy, lưới hoặc là bẫy thì bên shop đã được nhuộm màu cỏ khô như thế này rồi. Đấy, cái khung này thì bên shop sản xuất ra bằng cái khung lò xo 6,7 ly cũng đều được nhuộm màu cỏ khô hết. Và đặc biệt nhất là cái bẫy có nhạy không thì phải kể đến cái phần lò xo. Lò xo như các bác nhìn lò xo bên shop đây, lò xo cực kỳ là dày dặn và chắc chắn nhé. Đấy, khi các bác nhìn trên video như nào thì ngoài đời thực nó cũng sẽ như vậy, nó còn đẹp hơn ở trong video cơ. Cái lò xo này được làm bằng cái sắt 3,2 ly nữa các bác nhé. Một cái loại lò xo thép, lò xo cực kỳ là nhạy và dẻo dai. Nó không như một vài cái bẫy mà các bác đã từng nhìn được ở trên mạng. Tức là cái lò xo này thì người ta có thể làm bằng 2,8 ly hoặc 2,5 ly thôi. Và tất cả các mối hàn các bác có thể nhìn ở đây, mặc dù là hàn cái chất liệu bằng inox nhưng mối hàn rất chi là đẹp nha các bác nhé. Nó không bị gồ ghề và rất chắc chắn, khi các bác sử dụng là không bao giờ bị gãy, bị bong được cả.
Đấy. Về cái phần lò xo thì các bác cũng có thể thay thế dễ dàng nếu khi các bác muốn thay thế cho mình một cái đôi lò xo mới. Đấy. Và bên shop thì cũng cung cấp cả những cái lò xo rời bán kèm. Và các bác có thể mua hai cái mẹt như thế này thì bên shop cũng sẽ tặng các bác một chiếc lò xo, à một đôi lò xo để các bác về các bác dự trù khi đi bẫy. Đấy. Còn bên shop thì cung cấp không những là bẫy này, âm thanh bẫy hoặc là những cái con mồi giả bên shop cũng cung cấp. Thế nhưng mà tiện thì trong cái video này shop chưa giới thiệu đến hoặc chưa cho bác nhìn thấy hình ảnh, thì mong các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải màn hình để các bác sẽ được tìm hiểu và được nhìn thấy những cái hình ảnh thật mà shop đi bẫy hoặc là giới thiệu các bác về những cái phụ kiện bẫy chất lượng hơn nữa. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.